Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ thời Thủ tướng Phạm Minh Chính từ bại đến liệt Theo báo cáo của Bộ Tài chính Việt Nam, tính đến hết tháng 4 có tới 32 trên tổng số 52 bộ cơ quan trung ương và duy nhất của địa phương giải ngân vô cùng thấp đạt dưới 5% kế hoạch, kéo lùi tốc độ giải ngân của cả nước Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, một địa phương với vai trò đầu tàu về kinh tế, tính đến cuối tháng 4, thành phố này mới chỉ giải ngân đạt có 3,4%, trong khi một số địa phương giải ngân cao đến 40%. Đầu tàu kinh tế mà bứt phá thì nó kéo theo nhiều toa tàu phía sau cũng tiến theo, còn nếu nó y ạch thì cả đoàn tàu cũng y ạch mà chạy. Lẽ ra, vị trí lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh phải chọn người có năng lực thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại chọn những con người bất tài. Đó là ông Phạm Minh Chính và ông Phan Văn Mãi ông phạm minh chính một thủ tướng thiếu năng lực nguồn vốn đầu tư công rất quan trọng nó là dòng vốn kích cầu nền kinh tế của việt nam ví dụ nhà nước đổ tiền ra xây đường đường xá giúp vận tải hàng hóa phát triển kéo theo thương mại cũng phát triển mà thương mại phát triển thì sản xuất cũng phát triển theo ngoài ra với nguồn vốn được chi ra các doanh nghiệp xây dựng có dự án để mà thực hiện mà có các dự án thì doanh nghiệp phát triển từ đó giải quyết được lượng lớn lao động của ngành xây dựng. Đấy là chưa nói đến ngành vật liệu xây dựng cũng phát triển ăn theo. Nguồn vốn đầu tư công giải quyết phải rất nhiều vấn đề của xã hội. Tại những quốc gia có chỉ số minh bạch cao, nguồn vốn đầu tư công luôn được bơm ra thị trường nhanh nhất như có thể. Vì thế, chính phủ sẽ ngăn chặn đòa suy thoái của nền kinh tế tốt hơn. Một thủ tướng có năng lực là một thủ tướng có khả năng khai thông dòng vốn đầu tư công thật nhanh chóng và hiệu quả. Qua nửa nhiệm kỳ, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho thấy ông là con người không có khả năng điều hành nền kinh tế của đất nước với gần 100 triệu dân này. Vấn đề khai thông vốn đầu tư công đã được nhắc trên mặt báo từ cuối năm ngoái. Đến bây giờ, thời gian đã đủ dài để ông Phạm Minh Chính xử lý, nhưng ông lại tỏ ra bất lực trước sự chây ý của cả hệ thống. Tốc độ giải ngân như rùa bò là trách nhiệm thuộc về ông Thủ tướng, người đứng đầu chính phủ. Nguồn vốn đầu tư công được chuẩn bị 100 đồng, bóng ông Phạm Minh Chính chỉ để lọt ra ngoài thị trường có 5 đồng. Còn thì tắt nghẽn lại đến 95 đồng. Thì những doanh nghiệp thực hiện các dự án công làm sao họ sống nổi? Đó là những nguy cơ nhiều công ty lớn phá sản hàng loạt, nhân viên mất việc làm. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng đốn củi kiểu gì, mà cây củi khổng lồ là ông thủ tướng, ông lại không đốn được. Giành giật nhau đến khốc liệt để được ngồi vào chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực, mà cuối cùng cũng chẳng làm nên trò chống gì. Đấy là điều đau nhất của một chế độ độc tài toàn trị. Một người như ông Phạm Minh Chính lẽ ra phải từ chức từ rất sớm, thì ông này vẫn sừng sững ngồi đó để cho nền kinh tế khốn đốn mà không có cách gì giải quyết cho được. Ông Phạm Minh Chính mới nắm chính phủ có nửa nhiệm kỳ mà nền kinh tế đã tơi tả khắp nơi từ bắc đến nam. Không biết cứ đà này thì đến hết nhiệm kỳ nền kinh tế Việt Nam sẽ ra sao nữa đây. Như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cũng nên chuẩn bị tinh thần sẽ rất khốn đốn trong những năm sắp tới. Rất khó để nền kinh tế này khởi sắc với một người điều hành như ông Phạm Minh Chính. Hiện nay nhìn vào bộ chính trị, gần như không có gương mặt nào sáng sủa để nắm vai trò thuyền trưởng dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam. Nền kinh tế của đất nước là chỗ dựa cho 100 triệu người dân mà Đảng Cộng sản chưa bao giờ trao vào tay con người có năng lực. Từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng rồi ông Nguyễn Xuân Phúc và giờ là ông Phạm Minh Chính, chẳng ai đủ tầm để cầm lái con tàu kinh tế của Việt Nam. Dù đã lập đến 5 tổ công tác nhưng tốc độ giải ngân vẫn như rùa bò. Ông Phạm Minh Chính hiện nay như một con người đứng giữa lầm lầy ông càng cựa quậy thì càng bị lún sâu hơn. Gần như ông Phạm Minh Chính không tìm ra đâu là lối thoát cho nền kinh tế cả. Ông đã cử tới 5 tổ công tác do 3 phó thủ tướng và 2 bộ trưởng làm tổ trưởng đi khắp 63 tỉnh thành vào đến các bộ để thanh tra để thúc đẩy việc giải ngân. Nhưng kết quả thì chẳng thấy khá hơn gì. Chính phủ thời thủ tướng Phạm Minh Chính đang bộc lộ hết những yếu điểm, cả yếu điểm của những thủ tướng nhiệm trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chính phủ thời Thủ tướng Phạm Minh Chính từ bại đến liệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Căm cờ vàng như muốn dụ người Việt hải ngoại Tiền muôn nằm Kiều hối về Việt Nam vào năm 2022 là khoảng 19 tỷ đô la Tương đương với khoảng 5% GDP của cả nước Được biết tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2022 là 8% Là theo con số thống kê của Cục Thống kê Chúng tôi đã có nhiều bài phân tích về con số đáng ngờ này Tuy nhiên, cứ tạm chấp nhận con số này để mà phân tích. Thực ra, tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là do các doanh nghiệp có vốn đầu tư tại nước ngoài về Việt Nam, gọi tắt là vốn FDI. Thực tế, Việt Nam chết như gả dạ với các doanh nghiệp ở đây, ngay cả những ông lớn như Princecup, Novaland, F&C vân vân, hoặc bị ngã, hoặc chào đảo. Không doanh nghiệp nào là ăn sinh lời, trong khi đó thị trường chứng khoán đang ngày một lòi ra khối u vô cùng khó chữa. Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng đang rơi vào khủng hoảng liên tiếp. Hiện nay, ngân hàng nhà nước đã đưa 4 ngân hàng yếu kém vào diện theo dõi đặc biệt, tức là có khả năng phá sản. Năm 2022, có 4 ngân hàng trụ không nổi, xem ra sang năm 2023 thì cũng chẳng khá hơn gì. Căm thủ lá cờ thiêng liêng của người Việt Nam tại hải ngoại chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng đang gây ra ảnh hưởng hết sức nặng nề đối với toàn bộ xã hội từ Bắc vào Nam. Nguyên nhân là cả bộ máy công quyền ngày càng bị sức ỉ kéo lại. Các cán bộ và các bộ, các chính quyền địa phương, việc giải ngân vốn đầu tư công thì đang bị tắc nghẽn hết sức nghiêm trọng. Nguyên nhân cũng là trên bảo giới không nghe, quan chức không muốn làm việc vì sợ sai. Người bị ép làm việc thì giáo rác, ngó trước ngó sau xem có bị ai theo dõi hay không. Thà không làm việc và bị khiển trách còn hơn làm việc rồi có nguy cơ bị ông Trọng ném vào lò. Trong tình hình nền kinh tế khốn khó như vậy, kiều hối là một cứu cánh rất lớn cho nền kinh tế tại Việt Nam. Kiều hối là tiền tơi thóc thật của người Việt Nam gửi về, còn tài sản tăng trưởng GDP thì hầu hết nằm trong tay các doanh nghiệp FDI. Nói cho cùng, tiền của FDI cũng là tiền của nước ngoài không phải là tiền của người Việt Nam. Hiện nay chỉ có cách dụ cho người Việt hải ngoại gửi rất nhiều ngoại tệ về Việt Nam là cách hay nhất, là con đường kiếm đồ là không bị rủi ro. Mới đây, Bộ Công an đã ra luật căn cước công dân sửa đổi, trong đó cho phép người gốc Việt Nam làm căn cước công dân. Nghĩa là họ đang dụ dỗ những người Việt có quốc tịch nước ngoài làm công dân thứ hai ở Việt Nam dù không tuyên bố chính thức ra Thực tế, đây là chiêu dụ những người Việt có lòng với đất nước, tạo điều kiện, tạo thuận lợi để họ đổ tiền về Việt Nam đầu tư. Dụ người ở hải ngoại vì họ có rất nhiều đô la. Mới đây, chính quyền Việt Nam đã loa toán lên việc nhà nước Úc cho in hình cờ Việt Nam Cộng Hòa lên đồng tiền xu kỷ niệm mệnh giá 2 đô la của họ. Đây là hành động phản ứng thái quá bởi nhà nước Úc, họ phát hành tiền xu tôn vinh những người lính của họ những người đã từng cầm súng chiến đấu bên cạnh người lính Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Người lính từng chiến đấu để bảo vệ lá cờ vàng thì họ in cờ vàng để vinh danh. Đấy là điều bình thường, hợp pháp, hợp tình và hợp lý tại Úc. Chẳng liên quan gì đến chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Cờ vàng hiện nay được rất nhiều người Việt Nam ở hải ngoại xem là lá cờ đại diện cho cộng đồng của họ rất nhiều người Việt xem lá cờ vàng là thiêng liêng đã gửi tiền về Việt Nam đóng góp rất lớn vào 19 tỷ đô la kiều hối trong năm vừa qua. Vậy thì qua hai hành động trên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho người Việt khắp nơi trên thế giới thấy rằng họ muốn đô la của người Việt ở hải ngoại và tìm mọi cách trèo kéo, nhưng họ đã căm thủ lá cờ thiêng liêng của rất nhiều người Việt tại hải ngoại. Được lượng kiều hối khủng là mục tiêu của Đảng Cộng sản. Bản chất của Đảng Cộng sản là vong ân. Họ đã từng nhận rất nhiều tiền từ ba chủ tiệm buôn Cát Hạnh Long, Nguyễn Thị Năm. Nhưng sau đó họ đã giết bà một cách dã màn nhất. Chỉ vì họ kết tội bà là địa chủ. Họ thấy tiền thì mắt sáng rực rỡ. Còn người cho họ tiền họ không bao giờ mang ơn. Mà có khi còn ngược lại. Có thể họ còn lấy cả oán để mà báo ơn. Cho nên người Việt hải ngoại cầm tiền gửi về Việt Nam cũng nên cân nhắc điều này. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Cầm cờ vàng nhưng muốn dụ người Việt hải ngoại tiền muôn năm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.